Nhà em mình tình phình các bác. Nấu cơm thì nó vẫn nấu bên này. Ngôi nhà rất là sạch sẽ. Bộ cột này ngày xưa nó thấp lắm, nên em phải dùng cái cục kê chân cột này kê nó cao lên. Xong là bào trà đi. Đây là măng à? Vâng, măng chua. Măng chua. Vâng. Với cả bí. Vâng. Với cả ớt. Vâng. Chị, hết rồi. Đây này, có cơm này các bác. Thực ra là có một thứ là fan cũng rất là quý và cũng rất là mong muốn, đó là tặng cái cặp lồng như này các bác, bé bé như này cho trẻ con vùng cao, là các bé ăn rồi mang đi chứ còn các bé tròn to túi bóng. Đường vào trong nhà các em trên biệt thự đồi ngô này các bác. Ở hai bên là vườn ngô, ở giữa có một con đường bé tí, nhưng mà đường này là không có bê tông các bác. Nhìn rất là đẹp. Nếu mà mùa mà thu ngô xong ấy thì là nó sẽ không còn đẹp nữa, bởi vì tất cả là hai bên đường với cả ở con đường nó giống nhau, nhưng mà mùa này thì là ngô đang chưa chín các bác. Một màu xanh lét. Đấy, ở ngang lưng chừng đồi các bác. Hi, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phèng. Hiện tại thì Phèng đang ở trên nhà các diễn viên điện tử Đồi Ngô các bác. Đây, giới thiệu với các bác, đây là em Lành. Em Minh Tình Phình các bác. Còn em Sushi nữa. Em Sushi thì đi làm gì rồi? Đi làm thuê chứ Quyết Tiến. Đi làm Quyết Tiến rồi. Thế còn thằng em Sinh nữa? Sinh nó đang chuẩn bị xuống. Đang chuẩn bị xuống. Sinh chính là con rể của anh Sự Béo các bác. Các bạn đây thì là ngày trước các bác đã theo dõi trên kênh của Phèng của anh Thắng đã biết các bạn rồi. Đó là nhà mình này thì được bác Nguyễn Kim Quang giúp xây cái ngôi nhà bên kia, do Phèng Phèng là giúp xây cái ngôi nhà kia. Còn đâu nhà của Sù này, của Lành này và của Sinh nữa là được anh Thắng giúp xây ngôi nhà trên đấy. Cũng khá là lâu rồi Phèng chưa đến thăm gia đình. Hôm nay đưa các bác đến thăm lại các diễn viên điện tử đây. Bởi vì ở dưới kia thì có nhà em Hồng nữa cơ. Nhưng mà nhà em Hồng là đi Hà Nội. Đi Hà Nội. Là chưa về đúng không? Chưa. Đó, thì nên hôm nay mà mua ít gà này nên để ăn cơm. Đấy, Phèng vừa chở gà dưới kia nên các bác cứ tưởng Phèng đi buôn gà. Với cả thịt đây nữa. Lành giúp anh là mang gà này vào làm đi. Xong là Phèng ở gần gần đây thì Phèng xuống xăm nhà Sù. Nhà Sù không có ai nhà đúng không? Vợ nó đang bên kia. À, có vợ Sù kìa. Thế thì anh em mình đi. Cái đấy em mổ nhá. Xong rồi còn thịt đây này. Thịt này để lấy ra luộc em ạ. Đi bản là mình chuẩn bị đồ ăn. Vợ của mình Tình Phình cũng ở bên kia à? Vâng, nó làm bên kia. Thế thì anh giúp anh làm gà trước nhá. Đây. Anh với cả Sù, anh với cả mình, trợ lý mình của Phèng đi xuống dưới thăm nhà em Sù trước cho các bác xem qua ngôi nhà. Đi đường này đi. Mà có. Không có à, lúc mà lộ vai cho sao lúc chạc. Mùa này làm gì hả mình? Mùa này vừa mới vun ngô xong. À, vừa mới vun ngô xong à? Ngô này thì bao giờ là thu hoạch được? Chắc phải hơn một tầm 2 tháng. 2 tháng nữa. Tháng 10. Tháng 10, tháng 11 thu ngô xong là ăn Tết là vừa nhỉ. Ừ. Các bác. Nhà của em Sù này thì là bếp vẫn ở ngoài các bác. Bếp này thì mưa là nó chảy nước từ trên cái rãnh này xuống. Phải em bảo là đào cái rãnh này thì em vẫn chưa đào. Trước là xây cái bể nước đây này. Đó trước còn có thịt treo cơ. Giờ không có thịt treo rồi. Giờ không có rồi. Thế là đi làm thuê lâu cho em? Đi làm chắc được mười mấy ngày thôi. Mười mấy ngày à? Vâng. Có mỗi vợ mấy con ở nhà? Nó đi sang bên kia. Ừ. Ở bên cạnh nhà em thì đúng không? Ừ. Đấy là nhà của ai đấy? Đây đi về anh trước đi. Thôi không ở đâu. Không có ai nhà này, không ở.
Hôm nay là có bạn đến chơi à? Ừ. Đây các bác, ngôi nhà. Đấy. Là do cây anh Thắng giúp hoàn thành ngày 22 tháng 10 năm 2021. Đây ngôi nhà của em. Sushi. Sushi vẫn để quả chuồng lợn đây. Để trước cửa nhà thì nó hơi bị hôi các bác. Ở đây thì chuồng lợn thì tuyệt vời luôn. Mát các bác. Còn đây ở đây, đây là gì đây? Đây chuồng nhốt mấy con bé chứ. Nó nhạy át quá xong là nó lợn bé à? Nhốt như nhốt dưới bể ấy nhỉ? Ừ. Đi, lại lên trên nhà đi. Hôm nay còn cây đu đủ không để làm canh đắng? Cây đu đủ á? Ừ. Có. Yeah. Tí đi nhà em trai kia có nhiều. Nhà ai? Nhà em trai. Yeah. Nhà lúc nãy anh lên xong lên cái đoạn lên dốc cái. Cô này em có vun ở đâu? Thả mỗi phân vào đây có cho có cái vun này đâu? Á? Ừ. Cái này là phun thuốc trừ cỏ rồi. Ủa ôi, đừng phun thuốc trừ cỏ nhiều. Em lấy cuốc em nẩu đi. Lấy cái thuốc mà phun là cây mía chứ. Bọ hả đúng không? Ừ. Chứ mình phun thuốc trừ sâu nhiều, đất nó mềm ra, nó yếu. Nếu mà các bác nào ở dưới xuôi mà cây núa, các bác phun thuốc ở bọ cỏ bờ nhiều ấy. Một thời gian bờ ruộng nó lở tung ra luôn. Yếu cực kỳ. Trên này được có mấy cái cây chuối là tốt. Là chuối lúc nào thoải mái ăn. Nay trẻ con nó đi học các bác ạ. Nay thứ 6. Cần mai mới về. 4 giờ, 5 giờ. Ừ. Đây chính là cái ngôi nhà cũ của em. Nhà em mình tình phình các bác. Nấu cơm thì nó vẫn nấu ở bên này. Đây, vẫn nấu ở bên này. Còn đâu ở thì bên kia các bác. Ngày xưa nhà này rất là bé. Là có mấy người ở cơ. Ông bà ở đây nấu cơm rồi đây à? Vâng, nấu cơm. Có mỗi cơm thôi à? Vâng. Canh rau bí. Canh bí đây à? Ừ. Canh bí sáng nấu hay nấu lúc nào rồi? Vừa mới nấu. Nấu trước cho nó ngửi ăn nó mới ngon. Canh bí này canh nhạt đúng không? Ừ, canh nhạt. Bà con ở trên này không có nhiều nước để uống ấy. Uống canh nhạt cho nó đỡ khát nước. Đấy. Ui, nước sao chỗ này để nó chảy kinh này à mình? Nước này chưa xay được bể để đây. Đây có tép rồi đây. Cái tép này em phải để trên này kìa. Để lên trên cao rồi đi. Ừ. Xong là tép phải để cao thì nước nó chảy xuống mới mạnh. Chưa? Để trên kia. Không thì cái nước này mình làm cái khóa nó chả được à? Cái này làm cái khóa thì nó lại tắt ở trên kia. Nó lại tắt ở đầu trên đúng không? Ừ. Lúc nào nó cũng phải lưu thông xuống. Ừ. Thời điểm hiện tại là đang thừa nước các bác. Đấy. Lanh mổ gái nhá. Vâng. Đây, nhà của... em Sushi. Đấy, các nhà hảo tâm trên kênh của Phen Phen tặng cho gia đình cháu mình một ngôi nhà. Nhà này thì được làm lại bằng cái khung nhà cũ. Đấy, xong là có lền. Cái lền gạch hoa này trước là do bác Nguyễn Kim Quang giúp đấy. Ngôi nhà rất là sạch sẽ. Bộ cột này ngày xưa nó thấp lắm, phải dùng cái cục kê chân cột này kê nó cao lên. Xong là bào trà đi. Cột này là nghiến tất đấy nhỉ? Cái nghiến. Chắc. Cái này trước kia là người già nó sẽ về làm cái nhà trường này. Ừ. Xong em mua về. Mua lại. Chào anh nhá. Bên nhà đang có chương trình gì đấy? Phải bên nhà anh đi đâu? Phải, đây là anh trai ở trên tả bán. Tả bán về à? Vâng. Đang ở trên bên nhà. Bên này đang ở bên nhà anh nè. Vâng. Nhà đâu? Anh trai. Đi sang đấy xem nào. vẫn còn trẻ con đây, tí lấy kẹo ở xe cho. Đâu đi sang đây chơi nào. Bà con ở trên này cũng hơi khó khăn bởi vì ngoài trồng ngô ra cũng không biết canh tác gì các bác. Cảnh thì đẹp đấy. Ở đây perfect view luôn, nhìn thẳng ra chỗ cái dốc Bắc Sum các bác. Phen nhớ đợt nằm nhà ở đây suốt ngày ăn ổi. Mấy cái ổi này, ổi đào này. Quả đỏ. Ruột đỏ ở trong này. Đây là nhà, một nhà riêng đúng không? Là, đây là nhà bếp của anh trai. Anh trai ruột luôn. Ừ, anh trai ruột. Cây này là cây gì đấy? Giống như cây sung nhỉ? Cây này, họ hơi lấy cái vỏ ngoài kia, con lửa nó, anh ẻ cức nó chán này, nó lấy về lập thốt. Trồng để. Ui, nhà tối om này à? Lo dài cũng lớn. Giờ này,
lo chứ. Thế à? À, chà chà, lo mỏ rồi à? Ăn sớm thế. Tí sang nhà ăn cơm. Ừ. À, anh có gì đây? À, cũng có món gì đâu. Ôi, Tết tí sang nhà ăn cơm. À, anh đang đi mèo bạc về. Anh vừa mèo bạc về á? Vâng, vâng. Thế à? Về đi đón dâu ấy. Đón dâu á? Vâng. Cưới ai? À, cưới cho anh em ở Tà Ván. À, thế à? Anh anh em cầm đi, đi về. Nó mẹ mẹ hả? À, tí, chi chi nò, tí sang kia nò. Nó mà. Tí làm cơm bên kia nò nhá. À, đây là vợ của Minh Tình Phình này, vợ của Sushi này, vâng ạ. Nhưng mà không có gì cả. Không có gì. Đây là gia đình hoa cảnh. Đây là măng à? Vâng, măng chua. Măng chua. Vâng. Với cả bí. Vâng. Với cả ớt. Vâng. Chị, hết rồi. Nhá, tí sang nhà ăn cơm nhá. Vâng. Đây vẫn có, hình như có cả thịt gà hay sao ấy? Có. Vâng. Có một tí à? Ừ, đây. Thịt gà đây này. Ui, wow. Toàn thấy nước. À. Rồi, tí sang kia. Chị hậu là chị hậu à? Hậu à, tí đỏ khởi cầu à. Tí sang kia chị hậu. Mọi người cứ phiền quái xanh quái. Thế là ăn tạm tạm ấy, xong là tí sang kia ngồi ăn cho vui nhá. Mua ít thịt như này ăn cơm. Dạ vâng ạ. Ăn sớm nha mọi người, ăn sớm quá. Vì anh đang bảo là mua con trâu ở chỗ lùm mười, xong anh trở ra đây, xong đưa em mà thả bá, xong cùng ấy đi cùng chuyến ấy. Đâu thế em đi sang kia rồi? Đang đi sang nhà em rồi. Thế thôi anh cứ ngồi chơi một tí đây, em đi về bên kia nấu cơm xong là sang ăn cơm nhá. Thôi đi. Được rồi. Thôi tí nữa. Đây rồi. Ok. Tí trẻ con kệ nó. Cứ ngồi đây chè dầu dầu ấy, dầu. Chín có bếp năm mớ à. Ừ. Đi sang nhà nấu cơm các bác. Mọi người ăn cơm đây nhưng mà toàn có rau đây các bác. Có một con gà bé bé thì thả nhiều nước vào đấy. Đội trẻ con đi học về rồi à? Đứa này cũng đi học à? Có được đi học không? Nhưng mà đi học đến lớp cho vui thôi nhỉ? Ngồi đây, chú đi lấy kẹo. À bác, đứa này cô Yến thương lắm, bởi vì em ấy có dấu hiệu về bệnh thần kinh các bác. Nào, tập trung. Nay ăn sinh nhật sớm nhá. Đâu nhỉ? Thằng con của Sushi là có 2. Đâu mình nhá, mình Tình Phình là có 2 này. Sushi là có 3 này. Đi học vệ tư. Mà. Cái này là đi đường vặt được ổi về, đổi ổi lấy kẹo đi. Cho ổi ấy. Chín chưa? Để cái nó. Ôi chết, này nhiều quá, từ từ đây. Đó, nó xía. Phơi kẹo bé. Đáng nhẽ là phải cho từ bé đến lớn. Trung thu này. Tùng Dinh Dinh nha. Xin chưa? Xin chưa? Sao xinh chưa? Tôi này mồm bị chuột cắn hết rồi sao nhỉ? Nè. Ồ đây. Em bé này. À, chú lấy thêm đây. Tưởng là buổi trưa không về. Trẻ con đây. Vừa nãy Su bảo là mình nó bảo là không về mà. Đâu nhỉ? Ô. Thế là bé nào chưa có nhỉ? Đâu nhỉ? Còn ai chưa có nhỉ? Không có tiếng lở nào. Về đây. Này. Nào lại chia lại vòng nữa này, 2 này. Đây đã lấy thêm một cái rồi. Em bé này chưa bóc ra ăn à? Chú lấy cho. No, no tả nó là gì?
À, em bé này chưa có đúng không? Này, chưa có đúng không? Đi học về hả con? Học ở tận đâu? 4 cái. Con xin cô. Chú ở BD đâu mà cho. Này, rồi này. Sướng cười. Này, chia nhau đi bên đấy, người lớn này. Người lớn chia nhau đi. Chết thật. Bố mẹ mình còn chưa dám chuyển giới cho mình mà. Hết rồi con. Đây vẫn còn nữa. Đó, chuyển giới cho mình. Đó, nó từ 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 từ. Đây vẫn còn. Không không. Cái này để tí nữa ăn tiếp. Này, cầm mấy tí chia cho trẻ con. Xuân, Xuân xinh gái, chia cho mọi người đi. Đồng nam trẻ con này, lấy ra chia nhau đi. Đây, đi học về cơm của ai đây? Còn đến nào? Về chú hỏi nào. Cái này là đựng cơm đi ăn à? Thế sao ăn xong lại đi về à? Không ở buổi chiều à? Đây này, có cơm này các bạn. Thực ra là có một thứ là fan cũng rất là quý và cũng rất là mong muốn, đó là tặng cái cặp lồng như này các bác, bé bé như này cho trẻ con vùng cao. Nói chung là 1, 2, 3, 4, 500 cái ở các điểm trường. Bởi vì đây ấy, là em này em còn có, nó sạch sẽ. Nhưng mà có những nơi ấy, các bạn chỉ cầm một túi bóng đi thôi, nên cho cơm một túi bóng đi. Nên là cái dự án và cặp lồng này fan cũng ấp ủ rất là lâu rồi, cũng mong muốn nhưng mà chưa làm được. Một cái này khoảng hết bao nhiêu tiền nhỉ? Chắc hơn 100. Hả? Ừ, nhưng khoảng bao nhiêu tiền đấy? Khoảng 50-60 nghìn các bác một cái cặp lồng bằng sắt như này, bằng nhôm như này các bác. Rất là đẹp, tặng cho các bé ở vùng cao ấy, cực kỳ ý nghĩa. Là các bé ăn rồi mang đi chứ còn các bé tròn cho túi bóng. Đâu nhỉ? Đứa này là tên là gì nhỉ? Lan à? Cho chú phèn phèn một quả ổi nào. Đổi. Chất. Chất xin quả ổi à? Cho quả ổi ấy. Con gái cắt tóc như con trai các bác. Đi học mà toàn treo lên cái ổi vặt ổi. Ui ồ, trong này có cái gì đây? Gì đây? Rẻ đau bảng à? Có cả cơm, à cái túi bóng này sáng đựng cơm đi đúng không? Hả? Sáng mang cơm đi bằng túi bóng à? Đấy, về cho vào cái cặp lồng kia chứ cho vào túi bóng này không được đâu. Quả ổi nào dính cơm. Thôi các bạn, trả lại cho em. Đây phải rửa đi mới ăn được, đây trả con này. Đây, mấy anh em vừa luộc gà xong. Đi ấy em ơi, đi lấy đá đu đủ đi. Hái chưa? Chưa. Đi hái đi. Mình đi mình ơi. Gọi thằng cu mình cứ như kiểu gọi vợ mình. Mình ơi, ấy ơi. Ui dồi ôi. Nhiều lúc mình cứ gọi vợ mình này, tên là Xuân này. Vợ mình ơi. Đấy, nhưng mà nó lại không đúng là phải là vợ mình mà là vợ thằng cu mình. Nó hơi bị lằng nhằng. Đi ăn lá đu đủ. Nấu canh nòng gà. Em ơi. Đợi anh với, đây đây. Đây anh bật cái này. Có mỗi một cây này đây à? Mấy cây này nó chết rồi. Nó chết lâu chưa? Chết lâu rồi, cây kia. Nó già quá. Lòng mè để đâu hết rồi? À, đây để. Lấy cái này. Móc xuống. Móc xuống. Nha. Đây anh cho. Em ấy đi, em nhặt đi. Thật. Thế quá anh cao tí anh lấy. Ấy đồ, chết chết rồi. Dụng một lá rồi nhá. Mình khật tất xuống. Lấy không cái... không cắt cái ngọn đâu đúng không? Cắt cái ngọn này, cái này dao quá nó không ngon đâu. Hả? Cắt cái ngọn. Nhưng mà nó cắt cả cái ngọn này á? Ừ, cắt cái ngọn rồi. Đấy. May quá phèn được chiều cao 1m7. Này, khật hết ngọn rồi, ngon ngon. Cây đu đủ nếu mà để mọc cao các bác, nó rất là dễ gãy. Bởi vì gió ấy, thân này thân mềm. Ôi dồi. Đủ chưa? Chắc gần đủ đấy. Gần đủ rồi. Đấy, ui, đấy.
Được rồi. Đây là đủ đấy. Con tên là gì? Cô tên là gì con? Là An. An à? Nhìn lại chú xem nào. Đây. Nhìn vai u thịt bắp này mà gọi bằng cô à? Hả? Người ta giống Đức. Bảo người ta con gái. Chết thật. Này. Tính ra ở trên khu vực này ấy, thì là trẻ con đi học là bán chú là cũng khá là xa. Nhưng mà Mèo Vạc, Đồng Văn ấy, đi trên đường hôm nào các bác cũng thấy trẻ con đi học buổi sáng là cầm một túi bóng cơm. Thả nhặt đi em ơi. Ờ. Để vào bên này rộng tí. Chỗ nào? Bên. Đang làm gì đây em? Chín chưa? Gà là chín rồi các bác. Gà với thịt. Thịt thì để lâu hơn một tí. Vớt gà ra trước. Còn đâu vịt thì là thịt nợn thì để nó mềm mềm một chút em ạ. Đâu mang ấy anh lấy ra cho. Cho lúc ba à? Lúc ba nó này. Ui. Cho lúc ba này. Cảm giúp các bên lát hà gần nó. Cầm bó tụi này. Được rồi. Thịt thì để tí nữa. Em để ra kia trong ngoại đi. Thịt lợn này để lại các bác. Bây giờ là lấy cái rau đù đủ về để tí lấy cái nước luộc này để nấu các bác. Để cho nguội. Ngọn đu đủ. Sao để vào chỗ mát để bóc tước? Để chỗ này. Cái gì nó già quá. Cái này già quá không ngon. Ăn cái ấy thôi. Cái đu đủ các bác ấy là cũng, nếu mà các bác nào mà kiểu hay bị dị ứng ấy, nó sẽ bị ngứa. Nhựa của đu đủ này ngứa lắm. Nhưng ngon. Cái này cũng được đấy. Cây này lợn không ăn, bò không ăn. Lợn ăn đấy. Hả? Lợn ăn. À lợn ăn đúng rồi. Nhưng mà bò không ăn, trâu không ăn. Chính là con người mình ăn tạp hơn. Sinh à Lành dạo này làm gì Lành? Ở nhà làm gì bút sông. Đi làm một thời gian Hà Nội xong rồi về. Làm Hà Nội á? Làm gì dưới Hà Nội? Đi hộ xẻ. Xẻ gỗ. Xẻ gỗ à? Vâng. Ở dưới Hà Nội cũng có chỗ xẻ gỗ á? Có. À. Mình mua cái tech này lâu chưa? Này mua nhà nước mặt trò này. Rồi. Dự án tech nước các bác ạ. Thằng Sinh chưa tới à? À đây. Vừa nói đến Tào Tháo xong các bác. Tào Tháo đến luôn rồi. Mất chồng. Sinh con rể sự béo. Hai bố con đi làm với nhau. như hai anh em. Ăn cùng nhau, ở cùng nhau luôn. Chỗ này em phải bắt cái téc lên xong rồi ấy nước đi. Không cứ chảy này ra. Ướt cửa, ướt nhà đâu cho anh rửa với. Đừng bắn anh. Đây. Nước này sạch. Sạch như này cũng không được uống thẳng nhá. Ta phải đun lên em ạ. Không đun lên là nó bị ấy đấy. Đau bụng. Đến muộn thế. Đến muộn thế. Nãy là có gọi mà em đi thăm chú. Thăm chú á? Thôi cho đặt cách mày đi ra đây vặt ổi với anh. Đi, đi ăn ổi đi. Cây ổi bên này là cây ổi đỏ. Bên này à? Ừ. Không biết cây ổi đây à? Em lâu không phẳng. Dạo này khỏe không? Có ấy. Thế à? Phải hỏi là dạo này em không quánh nhau với ai nên không biết là ai khỏe ai yếu. Em mấy đứa yếu anh ạ. À thế à? Hay xuống nhà bố sự chơi không? Năm nay thì em đi làm nên là năm nay cũng chưa được xuống một lần. À. Làm cũng làm bừa đây à? À quên đây mà. Đây đây em. Đi làm thợ xây đây à? Em đi vào nắng con. Em đi làm thác ở anh, em đi làm vào đá xẻ. Đá xẻ à? Vâng. Ấy, đây này.
Lão Bàng à, Lão Bàng à, cho cậu ổi nhá. Để biết chú ở nhà không? Có mà, vừa xuống đấy rồi. Em lên hay anh lên? Em đi lên, em đi lên. Được. Lên đi, lên tuyến trên đi. Lên trước anh lên. Có cái túi gì hay là? Hả? Hãy để vào trong. Đâu đâu, đấy đấy đấy, có quả luôn đấy rồi. Anh nghĩ lên cây nó mát hơn. Có hai quả chín ở đây. Ui, hai thằng to như hai con trâu. Chị em cần em đây. Đây. Rưỡi đầu sáu rồi anh. Rưỡi sáu à? Anh đợt trước 70 cân, bây giờ còn có 68 cân. Đây là em em lỗ rồi. Đây, đây cây này chín. Ơ cây này không phải ổi đỏ, cây bên kia sao? Cây này là chán này. Anh lên lâu chưa anh? Anh lên được 2 tiếng à? Chú được. Mình thì chú gọi cho em thì phải lâu rồi nhưng mà họ là... Chú mình á? À? Vâng. Chú... Gọi bằng chú á? À? Vâng, gọi bằng chú. Ô thế à? Theo vai. Để anh biết đấy nhá. Ây, trời ơi! Em cầm. Rồi. Chú không? Cần đặt đổ nhá, cần đặt ngã nhá. Rồi đây, anh cứ cho vào túi á, xong là tí xuống là chia nhau. Hai quả này chưa mở mắt các bác. Ở bên này có mấy quả chín nhá, nhưng mà... Nó chưa chín quá hay thôi. Ở đây này, đầy quả luôn. Siêu to khổng lồ các bác. Đi bản là thích nhất là lúc là mùa ổi này, mùa đào. Đấy, qua Tết tháng 2, tháng 3, nhiều đào. Thôi xuống đi em đi. Thế đủ rồi. Quá đủ cho một cuộc tình à. Đào này nhất là ăn cũng ngọt đấy anh. Đào ngọt mà, ở trong à, nõi nó đỏ. Ổi ấy, các bác là nó phải không mưa cơ. Hôm nào mà trời nó mưa thì nó sẽ bị chua. Đúng không? Để được hai túi đi về. Ngọt lắm. Nó nhỏ nhỏ như ổi găng ở khu vực Bắc Giang. Cho con này. Ổi thì ổi này này có mấy loại à? Loại thì ngọt còn có loại thì vỏ thịt nó ngọt. Ổi đào ấy ngon. Đây nhường cho caramel quả ngon nhất luôn. Đây quả này mới ngon nhất. Mấy hôm trước Phen vừa lên trên khu vực Bắc Mê các bác. Thực sự với bác, các bác là con đường quá là cần thiết với bà con ở trên đấy. Nhà của em mình ấy chính ra là cái khu này ngồi là thích nhất, mát nhất này. Đúng rồi, bên này là không gió cả. Có ăn nổi không? Đội này là tính ra mà trẻ con đi học ấy là ví dụ mà đi học từ thứ hai, thứ bảy về. Nếu mà mình đi trong cái dịp là thứ ba, thứ tư, thứ năm ấy thì sẽ còn ổi. Còn đâu hôm nào mà trẻ con đi học về ấy, là ví dụ như ở chiều thứ sáu nó về ấy, mà nó đi trước mình ấy thì đảm bảo các bác là không còn ổi nữa. Ui, đông thế nhỉ. Tính ra trẻ con trên này rất là đông luôn. Mỗi nhà mấy đứa liền. Đây con của em Minh Tình Phình, trợ lý mình. Thế này là tên là Đông. Đông à? Còn đâu con gái tên là Trang. Đông Trang. Còn đâu con của em Sù là đầu tiên là con gái tên là gì nhỉ? Lan này xong gì nhỉ? An. Lan trong Quốc Anh đúng không? An. Hả? Lan xong An với là Đến Anh. Lan này xong An này. Đến Anh. Cái gì anh? Phạm Quốc Anh à? À, Vàng Quốc Anh. Úi. Thì chàng, chàng nhìn như con gái. À quên, như con trai. Con gái nhỉ? Nhìn như con trai. Đấy xong là chia kẹo nhá, đợi tí ăn cơm cùng nhau. Thế là hôm nay là có mỗi thằng Lành, thằng Sinh thôi nhỉ. Không có Xù nhà. Xù nó thiếu, thiếu diễn viên điện tử Xù các bác. Xù xì. Bao giờ thịt chín để anh vào thái cho nhá. Vâng. Bọn em làm canh rau đi. Thank you.
Giờ đi làm cái khu vực ăn nhậu các bác. Lá làm... tít trên cao kìa, to quá nhỉ. Tới không? Nè, tít... anh cao một tí. Em thất quá. Yeah. Anh cũng... Ui, tôi xong rồi. Mất cái liềm ở trên rồi các bác. Cái liềm ở trên rồi. Buộc không chặt đấy. Làm nào lấy xuống lúc bây giờ. À đây rồi. Không có cái ná nào thấp hơn à? Cái này. Đâu? À, bên dưới này. Đây này. Đây là không được rồi. Thôi. Lấy mấy cái nào bé bé dưới em ạ. Hả? Cái này sao? Làm kiểu gì? À chêm chêm vào đấy em. Kỹ thuật cao ấy. Được rồi. Hả? Ê xem nào. Anh nghĩ nó lại móc mắc nó lại dính rồi. Cái lá to quá. Cái thân. Từ từ kéo thế nào. À được. Cất đất. Úi giời ơi. Đấy, là đây mới to. Được rồi. Để đây được rồi đúng không? Ừ. Đây các bác. Ở trong nhà thì nó hơi bị bụi, hơi bị khói em. Hai mâm à? Ừ. Sao không tập trung vào đây? Cho hai mân đông người ấy. Ừ. Được rồi, ok. Cái này rộng nhờ. Có sửa tất chuyển cho con hả? Riêng. Con dao tiếng Mông là gì nhỉ? Trịa. Cái gì? Cá trịa. Cá trịa. Đây, mang anh. Dịch. Đây là em có tiến nói nặng nhẹ nữa anh ạ. Thế à? Kiểu... Đấy. Đẹp quá luôn, cái đấy được rồi. Ok. Có trong này có dao chưa? Anh vào thái thịt ở trong này. Đi, anh em vào thái thịt gà đi. Cầm anh đi rửa tay. Đây các bác. Dạo này tập chặt thịt gà. Chặt phải nhanh, đều. Đấy, và gọi là không kẹt xỉ. Quen rồi, thoáng tay. Chặt nó phải thoáng tay nhỉ. Xong là lấy tí trong cái mệt này cũng được bằng. Hả? Ờ. Tí nữa xong mới lên cái to này cũng được. Ừ. Cái mệt này á? À? Em bảo định xóc vào cái mệt này á? À? Nhưng mà không có này xóc được. Ừ. Kiếm đi nà chanh. Đâu nhé? Cầm đây, áp hết làm lo chi liền bé nào luôn. Gà này là gà mềm các bác ạ. Không phải là gà... Đấy. Ở trên này phải hỏi nhưng mà cái đoạn trên này không có. Không. Thế à, phải mời anh chứ. Bảo anh dạo này đi đâu mất tích thì mời anh lên đây chơi với bọn em. Thế nhỉ. Một con được bọn này. Hôm nay mình có bao nhiêu người tất cả nhỉ? 5 đến 16, 17 người. Cả trẻ con đấy à? À. Ờ, cũng nhiều ấy nhỉ. 5 cân gà các bác. Với cả 2 cân thịt. Nhưng mà mình thích ăn thịt gà hơn hay ăn thịt lợn hơn? Em thịt cái gì cũng ăn. Bao nhiêu lâu rồi chưa mua thịt gà, thịt lợn về ăn? Được hơn tháng. Hơn tháng rồi à? Ừ. Thế hôm nọ không ăn dằm à? Không.
Không à? Không có cái gì không ăn. Tưởng là phải làm chứ nhỉ? Nhưng mà người Mông có ai làm dằm không? Có. Nhưng mà cái nhà nào thấy nhà nào nó giàu nó có thì nó mới ăn. Đợt trước là mình ăn cái gì ở ngoài kia nhỉ? Mà họ ra ngoài kia ăn nhỉ? Không phải dằm đâu chứ. Thanh Minh. Đúng không? Cái đợt mà mấy anh em mình ăn ở ngoài kia họ bật loa đài hát hò ở ngoài chỗ viên đá kìa. Đúng chưa? Đúng. Chỗ đấy là đợt đi ăn Thanh Minh đúng không? Người Mông thì ăn Thanh Minh to. Còn đâu người Tày thì ăn rằm tháng 7 to hơn. Thanh Minh thì người Tày cũng ăn nhưng mà không to mấy. Mỗi một đồng bào một sắc tộc thì có một cách là có chầm ruột à? Họ ăn cái lễ hội của họ. Tưởng trẻ con không về, hóa ra nó về hết nhỉ? Hôm nay nó vẫn gói cơm đi nhưng mà cô lại hôm qua nó bảo học cả ngày đi nó lại hầm bưởi. Đó. Thịt gà này cũng ấy nhỉ? Cũng thịt quên thịt lợn này cũng ấy chứ? Tí cũng xóc muối hết chứ? Úi. Không xóc thì để vào đĩa xong là tí chấn cũng được. Nhưng mà làm nước chấm thì cũng xóc được. Ừ. Gà thì sóc, con thì chấm thì không được. Nó cho. Ừ. Ui, nhiều lá chanh thế. Vợ đi hay như không? Mình dạo này không có việc gì để làm à? Không ai đi thuê mướn gì à? Phải có việc để còn có thi thoảng còn mua được thịt cho trẻ con. Đi làm ở Hà Giang kia được 3 ngày xong về nhà xong rồi về làm giấy cái xin cho con. Được 3 ngày á? Ừ, lại đi hỏi bảo là đủ người này không lấy. À, đã đi làm cái gì rồi đấy? Đi đê cái lẻ đá xếp đường. Hả? Cái lẻ làm gì? Đê cái lẻ đá xếp đường kia. Ở đâu? Hà Giám này. Nhưng mà chỗ ở... là sân Tín Đài kia. À, sân Kỳ Đài à? Ở đấy họ thuê bao tiền một ngày? 250. 250 à? Làm được mấy hôm? Được 3 ngày. Nó còn chưa đưa tiền đâu. Mấy ngày? Được 3 ngày. 3 ngày á? Thế sao không hỏi tiền đi? Nó bảo là phải khi nào làm xong mới đưa nhưng mà chẳng biết được. Ồ, thế thì 3 ngày đấy anh nghĩ lại mất tích thôi. Bởi vì không làm thường xuyên thì họ không giả đâu. Có người nó đi làm thường xuyên được 10 mấy triệu nó chưa giả. Cũng chưa giả luôn. Chẳng biết chắc cũng được tiền. Sao họ lại thế nhỉ? Họ lại làm lại không giả tiền nhỉ? Chẳng biết được. Mấy cái xương này tí bỏ ra để ấy không trẻ con ăn vào. Tí bỏ riêng mấy cái xương này ra. Thì lửa quen để vào cái đĩa kia nhỉ? Ừ. Chị qua gặp. Chị qua thái coi nhá. Chị qua gặp nhớ ở đây này. Trẻ con muốn ăn thịt. Nhưng mà bố mẹ là không có đi làm thuê được, không có tiền nữa các bác. Dạ vâng. Em không dám đây. Mua. Mà cảnh nhá sau chú ở sau của con lạc phục. Mấy miếng mỡ mỡ như này là tính ra các bác ạ, nó ăn mèn mén ngon lắm. Nó trôi cơm ấy. Nó không bị tơi. Đó. À lá chanh. Đưa lá chanh về đây chanh. Lá chanh này thôi, thái to cũng được. Các bác thông cảm. Lấy mùi thơm. Ừ. Chứ thái nghệ thuật nhỏ nhỏ thì không biết làm rồi. Anh tưởng ấy chứ, anh tưởng sóc muối rồi. Tỏ
to thế là được rồi. Nhỏ quá tí thở bay mất. Ý. Nào. Em ơi. Róc muối cho anh với. Xinh này. Để miếng xương này bỏ ra ngoài. Đâu róc muối cho anh. Không, em rắc muối đây cho em. Để anh bót. Ừ. Cả thịt lợn luôn anh. Ừ, tất. Tổng hợp. Ờ. Thôi, mặn quá. Tí nữa chắc không hay là không chấm. Là một mét thịt này. Nẫn nộn luôn các bác. Thịt gà với cả thịt lợn giống nhau luôn. Ba chỉ với cái gà tổng hợp là ngon. Ừ. Này mới ngon. Rồi con này. Nè. Xin cô chưa? Xin cô chưa? Xin bát. Nè. Xin bát nhá. Tạm ứng trước. Nè. Nè. Đâu nhỉ? Miếng nào nhỉ? Miếng nào ngon ngon nhỉ? À đây. Ừ. Ui, chia nhau à? Ơ, à, đây này. Có chưa? Đủ chưa? Rồi, nào chia nhau đi, mang ba đĩa đây cho anh. Chúng này. Chúng ấy. Em mời lấy đĩa vào đây nữa. À đây có một cái đây. Nên giờ qua mẹ chồng tá về từ ra mà, cho họ ăn được gì. Cái này bé quá. Hết đĩa to, lấy đĩa nhỏ cũng được. Thôi được rồi, 4 đĩa này, mỗi mâm 2 đĩa được rồi. Ừ. Chữ bới tí. Bới như gà. À, lấy đĩa nhỏ để chân với ấy. Chân à? Đấy, kệ nó. Được rồi. Phần lý. Đây, chỉ một miếng cổ dài ngoằng luôn. À, đây chưa chặt, đây chặt nốt. Lấu canh ấy chưa? Canh canh đắng anh. Ừ. Nấu rồi. Nấu rồi à? Bảy bảy lên hết. Ờ. Rồi, đi. Chân này đây. Đĩa gà khổng lồ đấy. Ờ, siêu to khổng lồ luôn. Làm hai đĩa chứ. B có một đĩa à? Úi giời, ngồi đây ăn thì tuyệt vời luôn. Nào cho anh đi nào. Ôi giời. Hú, ngon chưa? Ngon không? Hả? Phí tiền á? Mấy khi ăn một bữa nhỉ? Cả tháng mới ăn một bữa mà. Hồng Cao không có ăn à? Ừ. Cái này hôm nay ăn một bữa cho mọi người cùng vui. Lâu lắm mới không nên ăn. Gọi tình yêu về đây. Chồng đâu? Bạn trai đâu rồi? Say rượu rồi, ngủ rồi. Ờ, thế à? Mù pứ thế à? Uống được 3 ngày hôm nay rồi. Mù pứ thế à? Mọi người dẩu đi, dẩu về đây đi. Lấy ghế về đây dẩu đi. Phen đi rửa tay đã. Cái ghế này lúc tò nhỉ? Ông à? Ổn định vị trí để mọi người ngồi đi. Dẩu ăn đi. Nhỏ hẳn là sẽ chán. Này, mình này. Trang. Ồ, đã đi học chưa? Chưa, mùng 5 nữa. Mùng 5 mới đi học à? Ừ. Mùng 5 rồi gì nữa? Đây. 3 năm rồi, nó mới đi. À, 2 tuổi rồi. 3 tuổi mới đi đúng không? Mới được 2 tuổi. Ừ. Đấy. Đấy. Còn đũa không bên đấy? Đũa đây nhiều. Ờ. Xem nào. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, ui dồi, 20 người à. Đông nhỉ, lực lượng mạnh đấy. Đây, bát là gì? Bát lươn đị. Cái gì ạ? Lươn đị. Nú đị. Nú đị. Nú đị. Nú nị. Lươn đị. Cái đua là gì nhỉ? Chữ trà. Thôi bỏ đi. Khó quá các bác ạ. Còn biết mỗi cái này thôi. À, của chó. Của chó. Của chó. Ăn của chó. Đặt xoáy. Cả sao mà bà càng hút dây phải lúc vác tao sao?
chó nãy thì qua xếp. Sao thiếu bát à? Đây mỗi người cầm một bát đi. Mình để bát lên trên này, ai để bát dưới đây? Để bát dưới đất đi. Vai bọc canh về đổ ở đây xem nào, ngon thì chấm. Cái này có rồi. Có rồi à? Ấy muối rồi mà. Nhà cá chó cả, chó đã có. Anh này là anh gì? Anh rể à? Anh trai. Anh trai của em á? Vâng vâng. Anh tên sinh năm bao nhiêu? 8 năm anh à? Thế là xù này. Xong đến sinh mình này. Xong anh à? Ừ, vâng. Có mấy anh em trai? Năm. Mời mọi người ăn đi. Nó à? Ông già ăn đi ông ơi. Ông già ông này là ông già chăn trâu không bác? Ăn đi em. Mời các bác nhá. Làm tí canh đắng đi. Xin mời ông cơm với em ấy, anh cơm nhá. Mời các em. Em mà có. Cho là. Mời các bác. Tí tí chú hoa tí tí dầu kê tấm này con là. Ai nấu canh này đây? Canh đắng này. Em nấu. Mình à? Ngon lắm. Chị ơi vào ăn cơm chị ơi. Đây là chị dâu. À chị của anh này đây à? Thế à? Anh ơi chị ngồi đi. Lấy ghế cho chị ngồi. Tôi cái này nào nè. Dầu dầu ấy. Nóng quá nó bảo người tía. Nói chung là nói thật là với các bác người Mông là nhiều lúc mời khó lắm. Cứ làm mình làm mẩy cứ là đến thì thôi thì cứ ăn đi. Nên nhiều lúc là mọi người ăn cơm đây nhưng có mỗi một người bảo là ui đến không làm gì không ăn đâu. Ngại đấy. Cả lúc thì... Bảo chị ra ngồi đi. Chị ơi. Giờ máy qua nó nè, thì máy qua ăn ấy. Ừ, mẹ nó mất rồi nó. Cho mẹ nó. Cho nó mà. Nó gì? Ừ. Anh chị cho. Cho à? Dạ cho. Một tay ấy. Ờ. Có chị ăn luôn ra cái chân máy mẹ lùa, tự lùa, phải có lùa tắm nó nằm chưa? Lùa tắm nó. Hiện á, đứa nó chọc lại, hiện á, đứa chứ nó. Không hiểu các bác, không biết đang nói gì. Chỉ biết là bảo... À, mỗi lúc trí cho thăm năm. Ha. Một khà cái đồng cho ít lúc cho. Lần tới chưa có bằng. Phút chế nè. Cái này có ấy chưa? Có muối chưa? Có rồi. Có rồi. Nào. Ừ, cay lắm các bạn. Ớt này thôi, bé bé như vậy. À. Cay thật sự luôn các bạn, không phải cay đùa nữa. Chết. Nice. Đâu. Ăn đi ông ơi, mời ông nhá. Nào, ôi thằng này đang có nước canh, ăn đi. Gắp, em khăn gắp. Ờ, gắp đi, thấy xấu hổ không gắp. Này, no à? Dạ vâng. Nào, ui, cẩn thận. À, đang có canh à, ăn đi. Mời các bác miếng thịt mỡ đi. Ui giời. Thật cay các bạn, cay quá. Phải ăn không tải được nhiệt cay này. Cay nhẹ nhẹ cấp độ 1 thì ăn được. Cay này còn cay rằng cấp độ 10 luôn. Anh ấy cho một tí đấy. Ui ông ăn ớt như ăn rau đấy ông. Hả? Ăn ớt như ăn rau này. Ăn ớt như chào mào các bác. Cơm nha anh Phen. Cơm đi. Em ăn đi. Bạn ấy vất vả hơn chút. Chị ơi, bảo ăn cơm đi chị ơi. Em ơi, bảo chị vào ăn cơm đi, đến bữa rồi. Thế chú à? Đấy, xấu hổ quá. Cho cái ăn nó. Chưa. Mời mời gãy đũa gãy bát được không ăn? Được. Ông ăn đi, ông ăn đi. Ôi miếng này quên chưa hái. Miếng này. Ông nó miếng này là miếng của ông đó. Nó miếng này để dành cho ông ấy. Thế là chị đi đâu rồi? Chị đi đâu? Nó mệt nóng quá nó đi ngày bên kia. Thôi kệ đi. Mình là có khi chưa mời mình đã ngồi à. Mọi người là hay tự ái một chút. Không phải là tự ái mà là kiểu xấu hổ, xấu hổ đúng rồi. Nhưng mà cái đấy nó kiểu cũng không đúng ấy. Mình nên bỏ đi. Mình vui mời nhau ăn thì là ăn chứ còn đâu.
nhiều lúc bạn phải đi kéo lê ở ngoài tận ngoài vườn vào để ăn rồi. Mình đã quen nhau thì cứ quay như người nhà tự nhiên là được. Thì đấy. Cứ quen nhau rồi cứ như khách rồi sau buổi là khó người á. Thì bây giờ ăn uống thì nó cũng có phải là ấy gì đâu, đúng không? Vui là chính. Bao giờ mọi người phải bỏ được cái đấy. Mình có tan bếp à? Bí ở nhà em đây à? Vâng. Em trồng à? Vâng. Ngon nhỉ? Vâng. Bí này mà dưới xuôi các bác biết nấu ấy, nó thành này cháo bí ấy. Ừ. Rất ngon luôn. Lâu lắm mà anh em mình không ngồi ăn cơm với nhau nhỉ? Lâu lắm rồi. Hả? Có nhiều rồi. Mấy tháng rồi. 6-7 tháng rồi. 6-7 tháng rồi các bác. Ừ. Ăn cơm đây chưa nên. Các em ấy nhiều lúc mình không nên cũng buồn. Kiểu cứ sợ là phèn không tới nữa. Mà lâu lắm cũng chưa lên nhà sinh ăn cơm. Nào phải lên nhà sinh ăn cơm. Thì như tại nhà em thì anh đã có lên một lần này. Một hai lần hôm khởi công. Hôm nào lên nhá. Rồi, hôm nào lên thì anh gọi cho em. Ờ. Em ở nhà. Tính ra anh chỉ có số mỗi cái số của mình nha. Nhưng mà mình nhiều lúc cái máy điện thoại bị hỏng. Thế là toàn lại phải gọi cho người khác. Sinh của em gọi được mà lát máy của mẹ. Khi nào anh gọi thì... Là mẹ nghe đúng không? Ừ. Có người thì có máy không có sim. Người thì có sim không có máy các bác. Hai người trao đổi với nhau. Thế là cái người mà có máy là toàn nghe số của người có sim thôi. Nước canh bí ngon thật. Ông thấy cháu thái thịt được không? Ồ. Hai miếng nè. No. Dạo này ông còn đi chăn trâu không? Có đấy. Dạ, mấy con ông? Hai con nữa. Hai con à? Ba con. À, ba con à. Vâng. Đây, mời thằng trợ lý mình. Dạo này đi rừng đi núi tìm được quả gì ngon ngon cho anh nhá. Vâng. Ừ. Ôi, mời người già, người cao tuổi. 60 rồi à? 60 chưa phải là già. Đấy. Khỏe. Vâng. 60 bắt đầu mới vào tuổi thanh niên rồi. Tuổi bắt đầu vào đời. 60 là gần nghỉ hưu thôi. Còn đi làm thêm cũng được. Hay mấy răng nữa. Hay mấy răng ạ? À? Nhưng mà cái răng của ông bây giờ có cái nào là răng giả không? Không có. À, thế vẫn tốt nhỉ? Làm tốt. Ừ. Ở bên này. 23 là. Dạ vâng. Cái bí này ngon quá các bác. Mùa này là bí là nhiều, có nhà để một nửa nhà là bí quả ấy. Năm nay khô quá ít rồi. Ừ. Khô quá. Ngoài Nam thì có nhiều. Nhưng mà cây bí này nó lại hợp với ở đất ở các khu vực vùng cao. Từ đây mèo vạc luôn. Bí là một với ở cái cây củ cải các bác. Củ cải củ nó cứ to bằng cái bát này. Trắng xóa luôn. Nhưng mà người ta cũng ăn quá thì cũng không hết đi. Để cho trâu bò cũng không được. Người ta không biết là nghĩ ra cái sản phẩm gì để làm. Lần trước thì có làm củ cải khô nhưng mà nó cũng không phù hợp. Bởi vì nó hơi dai. Cũng có một số doanh nghiệp là làm rồi. Nhưng mà chưa được. Trồng nếu mà trồng được nhiều thì không biết làm gì, chỉ biết ăn có hết thì lấy về cho lợn ăn thôi. Ờ. Nếu mà trồng được nhiều không biết làm gì. Bí này cũng thế mà, bí này nhiều có khi người ta cho bò ăn ấy. Bán cái hạt cũng được tiền ấy này. Bây giờ bổ cả cái quả ra bán mỗi cái hạt bên trong đúng không? Một cân 60 nhỉ. Ừ. Món mà con ấy. Này tao có hai món nói. Nhưng mà bọn em là bây giờ là không vẫn uống nước trực tiếp dưới bằng vòi nước đúng không? Không, đúng. Uống là mình lái về đun sôi mới uống. Ờ, lấy đun sôi uống nhá. Ừ. Đun sôi mới uống. Chứ không ấy nữa đâu ấy. Ừ. Không là uống trực tiếp nữa, uống trực tiếp là ốm đấy. Còn lái đun sôi là có bệnh ấy. Ừ. Đun sôi mới uống. Ừ. Hôm nay nên ăn cơm với mấy anh em trên này các bác. Cũng rất là vui, cũng lâu rồi là chưa đến thăm, đến gặp các em ý. Ừ, cũng mong là đó. Mỗi lần lên như này là mọi người vui. Ui sao đấy con? Tuấn đã trôi đấy. Tuấn trôi.
trẻ con nó không chịu ngồi im các bác, nó lượn hết khu này vòng khu này vườn khu kia, nó đi vòng này tay ngay các này khắp nơi thế là cũng thi thoảng lên đây thăm gặp lại các em ấy. Hôm nay là thiếu sushi nữa thôi. Đấy, có Lành, vợ Lành đâu nhỉ, kia bên kia áo đỏ đúng không? Đấy, vợ Lành. Còn đây là Sinh thì cũng không đưa vợ thuộc. Vợ thì đi mới đi 2 giờ huấn luyện chưa về này em xuống. Thế không bảo là anh bảo là đưa cả vợ xuống không xuống? À, lúc gọi là vợ đi 2 giờ huấn luyện xong lại em đi thăm vợ chú ốm tự nhiên bị sưng lên là... Ở đâu? Sưng ở đâu? Ở bên trên trước là bị sưng ở dưới chân xong là cũng đi viện rồi. Mặt chân thì lại sưng lên mặt. Nãy là em tức là thật to nhá. Em đi thăm. Đấy. Đấy, bé nó lại lượn tiếp một vòng nữa. Đấy. Tay cầm miếng thịt là lượn khắp nơi. Đấy. Nó chỉ tiếp tục. Đấy. 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 Nói chung là trời nắng với trời mưa nó như nhau cả. Đấy. Không gọi là không biết nắng không biết mưa. Mà mùa đông ấy là nếu mà trẻ con biết lạnh thì con bò nó chết lâu rồi. Có như là nắng mưa là chuyện bình thường. Nhắm mắt thì mất chiến á. Không đi đâu, đi lại ngã đấy. Mặt bác sĩ trên bàn nào đi. Mà trẻ con trên này được cái là cứ một bát cơm với một ít thịt ê, hoặc là một bát cơm, một ít nước mắm, ít của chó nữa vào là ngồi ăn bình thường, không có gọi là phải bón, phải biết gì cả. Sao? Nói gì? Ông đang hỏi nãy đi thăm ai. À ông là nói được nhiều tiếng phổ thông không? Ít à? Ờ thế à? Dạ vâng. Ông ăn đi mọi người ăn đi. Thế là cũng thật sự với các bác là lên đây thăm mọi người. Đấy, cũng đưa khán giả lên thăm anh em trên đồi ngô này. Cũng mong là mỗi lần gặp anh em là có sự tiến bộ trưởng thành hơn trong cái quá trình công tác xây dựng cái nông thôn mới, phát triển kinh tế mới. Mọi người là có nhà ổn định rồi, bây giờ chỉ cần làm ăn kinh tế thôi. Đấy là có những cái mới như kiểu có trâu bận đẻ này, hoặc là thu ngô này, hoặc là công việc hàng ngày của các em trên bản ấy. Giúp rồi thì bây giờ mình vẫn phải thường xuyên qua đây để động viên tinh thần và xem mọi người ăn ở như nào ấy. Đó. Thế là những cái hoàn cảnh mà Phen đã đi rồi, làm xong rồi, tất cả luôn, tất cả những người mà đã giúp thì Phen sẽ đi lại, lui lại để xem là quá trình họ ăn ở như nào, mình có thể giúp tuyên truyền được như nào không đó. Video của Phen này đến đây cũng xin được kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã xem video của Phen. Xin chào và các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phen. Phen xin chào nhá. Chào các bác nha.